lộ trình đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ. Hôm nay ngày 26 tháng 7 là ngày thứ hai tổ chức quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau lễ viếng tiếp tục được tổ chức từ 7 giờ đến 13 giờ, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quê nhà Đông Anh, Hà Nội và hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa Trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Dự kiến, linh cữu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được di chuyển từ nhà tang lễ quốc gia tới Nghĩa Trang Mai Dịch qua các tuyến đường. Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ đoạn từ cửa Nam đến Trần Phú, Trần Phú, Sơn Tây đoạn từ Trần Phú đến Kim Mã, Kim Mã, Đào Tấn đoạn từ Kim Mã đến Liễu Giai, Liễu Giai đoạn từ đào tấn đến kim mã, nguyễn chỉ thanh, trần duy hưng, đường gom đại lộ thăng long, đoạn từ phạm hùng đến lê quang đạo, lê quang đạo, lê đức thọ, hồ tùng mậu, đoạn từ trần vĩ đến nguyễn cơ thạch. để phục vụ quá trình đưa linh cữu tổng bí thư nguyễn phú trọng di chuyển qua nhiều tuyến phố của thủ đô về nghĩa trang mai dịch, công an thành phố hà nội đã có thông báo phân luồng giao thông. cụ thể từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 cấm các phương tiện trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang, lưu thông trên các tuyến đường, tăng bạt hổ, phạm đình hổ, đoạn từ lò đúc đến tăng bạt hổ, nguyễn công chứ, đoạn từ lò đúc đến trần thánh tông, giác xanh, trần thánh tông, nguyễn huy tự, lê quý đôn, đoạn từ nguyễn cao đến giác xanh, nguyễn cao, đoạn từ lê quý đôn đến nguyễn huy tự, hàng chuối, đoạn từ hàn thuyên đến nguyễn công chứ và đường trần khánh dư, đoạn từ trần hưng đạo đến lê quý đôn, từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 26 tháng 7. Cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Lê Đức Thọ đến Nguyễn Cơ Thạch. Ngoài ra, còn nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị tạm cấm, hạn chế phương tiện trong thời gian này. 11 tuyến đường cấm phương tiện phục vụ quốc tang. Hôm nay, ngày 26 tháng 7 là ngày thứ hai tổ chức quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau lễ viếng, tiếp tục được tổ chức từ 7 giờ đến 13 giờ, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Quê nhà Đông Anh, Hà Nội và hội trường thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Để phục vụ quốc tang, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: Từ 6 đến 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7, cấm các phương tiện trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang lưu thông trên các tuyến đường Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, đoạn từ Lò Đúc đến Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Lò Đúc đến Trần Thánh Tông, Giác Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, đoạn từ Nguyễn Cao đến Giác Xanh, Nguyễn Cao, đoạn từ Lê Quý Đôn đến Nguyễn Huy Tự, Hàng Chuối, đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Chứ và đường Trần Khánh Dư, đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Quý Đôn. Từ 14 đến 18 giờ ngày 26 tháng 7, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến Hồ Tùng Mậu đoạn từ Lê Đức Thọ đến Nguyễn Cơ Thạch. Từ 6 đến 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên. Xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ lò đúc đến phố Huế, Trần Khánh Dư, đề Nguyễn Khoái, Đ401, Ngô Thị Nhậm, Lê Thánh Tông. Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 26 tháng 7, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe bíp, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang hạn chế đối với xe ô tô cá nhân xe mô tô và cấm triệt để các phương tiện theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng trên các tuyến đường trần thánh tông lê thánh tông tràng tiền hàng khay tràng thi điện biên phủ đoạn từ cửa nam đến trần phú trần phú sơn tây đoạn từ trần phú đến kim mã kim mã đào tấn đoạn từ kim mã đến liễu giai liễu giai đoạn từ đào tấn đến kim mã nguyễn trí thanh trần duy hưng đường gom đại lộ thăng long đoạn từ phạm hùng đến lê quang đạo Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, đoàn từ Trần Vĩ đến Nguyễn Cơ Thạch. Từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 26 tháng 7, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe bíp, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang, hoạt động trên một số tuyến đường. Hồ Tùng Mậu, Đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến Phạm Hùng, Xuân Thủy, cầu giấy, đoạn từ Trần Thái Tông đến Trần Đăng Ninh, Trần Đăng Ninh, đoạn từ cầu giấy đến Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thượng Hiền, Ít Kiêu, đoạn từ Nguyễn Thượng Hiền đến Thiền Quang, Thiền Quang. Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau: Phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đi qua các tỉnh phía Nam, đi cầu Thanh Trì, Pháp Vân, đi các tỉnh phía Nam Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam và ngược lại. Phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, đi quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, quốc lộ 3 để đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Phương tiện từ các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, đi theo tuyến Pháp Vân, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Sa La, Văn Phú, Lê Trọng Tấn, tỉnh lộ 70, Nhồn, quốc lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà, đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại. Ngoài ra, từ 14 đến 20 giờ ngày 26 tháng 7, các phương tiện đi từ các tỉnh phía Tây về trung tâm thành phố theo quốc lộ 32, đi tỉnh lộ 70 hoặc đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng vào trung tâm thành phố. Các phương tiện từ trung tâm thành phố đi các tỉnh phía Tây đến Xuân Thủy, đi Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực, Trịnh Văn Bô, tỉnh lộ 70, quốc lộ 32 hoặc từ Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21A đi các tỉnh phía Tây. Công an cũng yêu cầu các đối tượng tham gia giao thông điều chỉnh lộ trình. Hạn chế đi lên đường vành đai 3, đoạn qua nút giao Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, đường Hồ Tùng Mậu, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ tang lễ. Thời điểm này, tại đường Trần Thánh Tông, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trao đổi với phóng viên báo giao thông tại đường Trần Thánh Tông, đối diện nhà tang lễ quốc gia Đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết thực hiện phương án đảm bảo an ninh quốc tang tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Bộ Công an và ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy, ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triển khai và phân công 100% cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thủ đô tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh chính trị, an toàn xã hội, an toàn giao thông thông suốt. Chúng tôi đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch phân luồng để người dân chủ động nắm bắt được tình hình từ đó, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân luồng, điều tiết của cảnh sát giao thông, nhằm phục vụ công tác lễ tang tốt nhất. Cùng với đó là triển khai các chốt trực với 3 lớp, lớp 1 là vòng ngoài hướng dẫn nhân dân, lớp 2 là cơ quan công sở, người dân sinh sống, lớp 3 là tuyến đường phục vụ trực tiếp cho lễ tang, cấm tuyệt đối người và phương tiện không có biển hiệu thì không được vào khu vực tang lễ, ông Nghĩa nói. Trưởng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết các chốt trực thì chúng tôi hợp đồng tác chiến giữa các lực lượng như quân đội, công an, dân phòng, quần chúng nhân dân với tinh thần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ tang. trong sáng nay tại phố Trần Thánh Tông, Nguyễn Công Trứ, lực lượng chức năng đã cấm tuyệt đối phương tiện không có nhiệm vụ không được lưu thông để phục vụ cho lễ tang tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.